vẫn đang có những cái sự chờ đợi ở đây. Soloji đang di chuyển dần tới. Bây giờ một tình huống đặt tâm rất tốt, đó là tờ tối anh ta bắt được một người. Liệu có làm thêm được pha hay không đây? Nhá là vô cùng dẻo, tuy nhiên pha vẫn chưa mất một chút máu nào cả. Tờ tổ knock ra được vị trí Soloji đó, tất cả những gì anh ta làm được cho tới hiện tại. Pham bắt được vị trí ở JN. Hải Saki đang tràn lên, Đức Mỹ nằm xuống, tơ tù confirm điểm kill của Pham. Mỗi bên đang mất đi hai người và đây sẽ tiếp tục là những tình huống nhá. Hải Saki bắt được thêm vị trí của tơ tù và LG Divide chỉ còn lại một mình mà cướp vào thôi. Và với LG Divide thì Turtle không được chạm để cứu nữa đâu. Góc này thì Turtle rất khó để mà được chạm lên để cứu. Còn với hai thành viên còn lại thì phía LG Divide, Serus sẽ động thái muốn đẩy. Đồ được trả lên và quả bóng dính thẳng vào chiếc của JN. Knock out là rõ rồi. Và bây giờ thì JN tạm biệt cuộc chơi. Marcus sẽ là cái hy vọng cuối cùng của LG Divide với việc kê lại ở khu vực nhà vệ sinh phía bên tay, phía bên ngoài. Và để nói về một tình huống clutch với Serus thì cơ hội sẽ là có nhưng tỷ lệ nó rất là thấp với vị trí của Marcus. Sau những tình huống nỗ lực đến từ LG Divide thì cuối cùng chúng ta vẫn chỉ còn lại Marcus, 5 máu còn lại sau khi bắt được Hải Saki. Đây là một tình huống Serus chắc chắn sẽ tràn lên, Himat sấy luôn cả cửa và đây là cái kết dành cho LG Divide. Top 16 đã có. Khu vực kho, tuy nhiên thì quay trở lại diễn biến ở đây thì vừa rồi Văn Nghị suýt chút nữa knock out của đối phương. Nhưng tiếp tục là quay xe qua khung cửa sổ, vẫn có mạng của Astar. Sẽ chỉ là một tình huống bắn knock out thôi, không nên đâm quá sâu. Nhưng Chu bắt thêm người nữa thì có thể đâm được đến từ vị trí của Unicorn Phoenix Đà Nẵng. The Expendable đang di chuyển đây và giờ thì họ sẽ song song cái thành viên đến từ Dead End. Drive bài tốt đến từ Tam Thất và anh ta bắt được một người, đó là vị trí của BNME. Vẫn đang cố gắng bỏ chạy là NK thì anh ta cũng nằm luôn. Double knock out cho Tam Thất. Cái gì thế này, bắn lọc quá cháy. Cái Wu Wan cũng bị knock out dưới áp dụng GGEZ. Có quá nhiều team đang focus về phía này nhưng những điểm kill của The Expendable đã bị Xtadium Thủ Đức cùng với team No One sâu xé rồi. Quả nết tham minh ra nhưng mà chỉ cần chậm lại một chút thôi thì lượng sát thương nó sẽ là nhiều hơn sau tình huống tham minh vừa rồi. Thì vẫn có tình huống sấy tốt từ vị trí của Levit. Béo Dora bị knock out, Greeny còn đó. Nhưng rồi thì Greeny cũng nắm tay những người đồng đội mình, dừng lại ở vị trí top thứ 13 trước cái áp lực đến từ The Expendable. Division in Gaming đang bắt được các thành viên đến từ EZ. Smell đã bị knock out rồi. Có lẽ sớm thôi, đó sẽ là những điểm kill. Long Ca đang kẹt lại đây, có một tình huống bắn cover cực kỳ tốt đến từ IQ500. Long Ca đang tràn lên và anh ta sẽ bắt được thêm một người. Đó là một tình huống đặt tầm quá tốt đến từ Long Ca. Và đây là thời cơ để anh ta perm thêm những điểm kill. Play kill này đã phải dừng lại ở vị trí số 12. Tiếp tục tràn lên đến từ Division Gaming và SinP có lẽ sẽ không vùng vẫy được trong tình huống này đâu, khi mà đây là 4 người của DXG không muốn tha cho SinP. Dũng bắt được vị trí của Spell từ một góc khác ở những tình huống hỗ trợ chéo nhau đến từ giữa tất cả những các team. Về đây cũng đã không thể tiếp cận thêm vào tình huống giao tranh này nữa và cả Division Gaming cũng vậy. Họ biết phía sau lưng mình sẽ có những ai và đó là Unicorn Phoenix Đà Nẵng khi đạt Blue bắt được vị trí của Fergus và confirm với vị trí của Văn Nghị vì vị trí của Himat thì Serus Esports đã dừng lại vị trí top thứ 11. Khi mà IQ500 cùng với những người vợ của mình đang di chuyển qua đây, Nelty đã bị knock out từ trước đó rồi. Bây giờ tiếp tục những điểm kill tiếp theo thì Fergus phải nằm lại, đạt Blue knock out được vị trí, Long Ca Bắc cũng phải nằm lại giữa các học sinh các thành viên đến từ team No One. Sapao cũng nằm theo, có quá nhiều người đến từ team No One đã bị knock out. Unicorn Phoenix đang có một góc kề chéo cực kỳ quái, bây giờ họ bắt được một người. Tuy nhiên đến LT, một chấm máu còn lại anh ta vẫn sống. Nằm xuống đây nhưng Unicorn Phoenix là đang vị trí của Văn Nghị đang tràn lên cùng với những người đồng đội của mình. Bây là một tình huống mà Division Gaming sẽ phải dừng lại theo dụng với Unicorn Phoenix. Và team No One lượng thông tin là chắc chắn nó đã có Unicorn Phoenix là đang vẫn chưa thoát khỏi những tình huống giao tranh của mình. Khi mà có thêm cái Easy Sport xuất hiện đây nữa, mỗi bên mất đi một người. Vẫn đang cố gắng nhá cực kỳ khó chịu đến từ vị trí Smell trước mặt anh ta. Đó là Chu đã bị knock out, SinP không còn lại nhiều máu sau quả nết đó. Smell vẫn đang nhá cực kỳ dẻo và anh ta knock out và dứt điểm luôn vị trí của Chu. Mỗi bên chính thức mất đi một người. Zigu bị knock out dưới họng súng của ngạch. Bây giờ Smell khó lòng thoát nổi rồi. Nhưng không! Đó là Smell, anh ta clear đi hoàn toàn đội hình đến từ Unicorn Phoenix. Tình huống giao tranh mà Smell đã làm rất tốt và thể hiện cái kỹ năng của mình. Và Bảo Nam vừa rồi đã dừng được vị trí top thứ 8. Có rất nhiều giao tranh đang nổ ra phía bên này thì No One, Alex K cần phải hỗ trợ tốt để cứu được vị trí Sapao như là NBK. Khoảng thời gian sẽ là còn, tuy nhiên thì The Expendable họ đang đẩy lên Jun và cả Levit nữa. Nếu một quả nết hay một tình huống sấy thì team No One cũng ra đi luôn. Và họ dừng lại ở vị trí top thứ 6 phía viền bên tay trái của vòng trắng. Và anh ta cần phải vượt qua đến 4 cái tên phía lưu. Nhưng Suzy bắt được một từ vị trí của Nhật Huế. Với 3 người còn lại, vị trí bị lộ ra thì Suzy có thoát ra khỏi những cái áp lực đến từ lưu hay không. Nhưng đây là động thái đẩy thẳng tắp khi những người đồng đội đã đến hỗ trợ kịp thời. Và nhìn thấy cứu à, ôi trời ơi, cứu ở một cái góc quá hở đi. Hơi sai từ vị trí của các thành viên lưu. Nhưng với 2 người còn lại, cơ hội sẽ là còn nhưng không nhiều trước Poseidon Esports đâu. Poseidon Esports đang tràn lên và bắt tên người đến từ lưu. Béo trả lại một mạng đến từ vị trí sâu gì, Esports đang hỗ trợ với những quả nét từ cánh chéo của mình.
đây trong một tình huống hai vs hai giữa cả hai bên. Jugo đã bị knock out, Béo là người cuối cùng đến từ Liều Liều. Anh ta liệu có thể làm một tình huống giống như Spell trước đó hay không đây? Những tình huống bắn chỏm đầu là khá tốt, tuy nhiên chưa đủ, và đó là top 5 dành cho Liều Liều. Smell hay Levit đây, một quả nết tham minh phạm vi rất xa và không thể nào hướng tới được tảng đá của phía Levit đâu. Tiếp tục là tiếng kê khác, ủa, vẫn tới được, ủa, cấu được nhiều máu của Levit luôn. Một khoảng thời gian dài khi Mông Bà Đông không tham gia những tình huống giao tranh, lượng đồ trên người họ chắc chắn là còn nhiều và sẵn sàng những tình huống trả đồ ra có thể đẩy sâu hơn vào phía bên trong vòng bo. Smell vẫn đang cố gắng bắn chéo sang mình, tán đốc cao được vị trí của Suji. Tuy nhiên có lẽ thì vai trò Smell trong game thi đấu này cũng chỉ dừng lại việc đó là tạo đột biến trong những tình huống giao tranh 4 vs 3 giữa game Mông Bà Đông cùng với Poseidon thôi, khi mà vị trí anh ta đã hoàn toàn lộ. Nhưng bây giờ Smell lại bắt được tên vị trí của eSports. Vị trí của Chuju lộ ra hoàn toàn và Cory đang cần nắn nót hơn tình huống bắn của mình. Vậy nên đang có rất nhiều những sự chắt chiu, nhưng Suji cuối cùng bắt được vị trí của Smell. Vẫn là 4v3 nhưng quả nết tốt của Cory bắt được vị trí của Suji. Sẽ là một tình huống muốn confirm kill nhưng không, quả nết này trả vào trong làn smoke kia để tạo thêm áp lực. Cory biết rằng vẫn còn người ở trong smoke nhưng bây giờ thì cần phải kê lại những người còn ở phía bên ngoài trước. Godray có mạng của Airport và với thành viên cuối cùng Poseidon eSports là Chuju, anh ta cũng không thể làm được gì hơn trước một cái áp lực quá nhiều đến từ game Hòa Đông.